Tập 7. Ôi trời ơi, cũng giống quá rồi đấy. Giống hệt hồ cối xây lớn ở chỗ chúng ta vậy. Còn không phải sao, chỉ là cây thấp hơn một chút thôi. Đóng băng lại không phải cũng giống hệt sao? Em có nhớ mùa đông năm đó không? Anh làm xe trượt băng cho em rồi đẩy em ấy, kết quả là ngã xuống hố băng luôn. Em nhớ chứ, lúc ra ngoài miệng anh còn ngậm con cá cơ. Anh làm gì vậy? Vẫn là mùi đó. Mùi gì cơ? Thì mùi như lúc nhỏ ấy. Anh có quen tặc cửu không? Anh không quen thật à? Đừng có giả vờ với em. Anh tưởng em ra ngoài nhiều năm thì không biết gì hết sao? Nhân viên lâu năm ở nhà Lý Nhân Hòa, bỏ lên trấn Sơn Hảo chưa bao lâu đã làm tay pháo đầu, giết người cướp hàng, không chuyện ác nào không làm. Em nói có gì sai sao? Em nói sai rồi, sai nhiều lắm. Mấy chuyện bên ngoài đồn anh đều làm cả. Không đồn anh cũng làm rồi. Giết người. Anh nói em nghe, từ lúc xuống núi về đây, anh đã không còn là anh nữa rồi. 3 cái đầu, 6 cái tay, 72 cái chân. Căn bản không đi dưới đất, mà là bay trên cây đấy. Bay qua bay lại. Có bản lĩnh tới vậy sao? Thế sao anh lại bay tới chỗ em? Gió lớn quá thổi anh tới đây đấy. Anh bay cho em xem nào. Đợi gió tới đi. Thôi bỏ đi. Tôi vừa nhìn liền phát hiện ra rồi. Vụ của Quách Văn Chí ở cửa hàng Yamato là do anh làm phải không? Anh mà biết đó là cô gia của em, sao có thể cướp được chứ? Anh tặng anh ta còn không kịp nữa là. Em về nói với anh ta đi, bảo anh ta đừng để bụng nha. Anh ta có thương em không? Em có thương anh ta không? Lệnh cha mẹ, lời bà Mai. Thôi thì từ từ vậy. Dạy dò bản thân thì có thể trả thù cho Dư Y Chi sao? Không. Tôi không đang dạy dò bản thân. Tôi đang hối hận. Hối hận là để tên khốn đó đã thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai rồi sẽ tới. Thay vì hối hận, tôi tin tưởng đạn hơn. Nhưng mà đến hắn ta đang ở đâu tôi còn chẳng biết nữa. Trung đoàn trưởng, tôi đã làm rõ tình hình rồi. Tên đó đang ở trấn Thanh Khê. Hình như tên họ Quách đó rất xem trọng anh ta. Đêm dài lắm mộng, anh phải làm gì đi. Tôi sợ vài ngày nữa tên đó lại gió chiều nào theo chiều ấy. Còn nữa, anh ta và Lý Keo Kiệt là đồng hương, quan hệ hình như cũng không tệ. Con người anh ấy là như vậy đấy. Cũng chưa trải sự đời, gặp anh cũng căng thẳng. Đúng không? Còn thích chém gió nữa. Anh không cần phải nể mặt em, cho anh ấy chức quan gì đâu. Cứ giữ anh ấy lại đã. Xem biểu hiện của anh ấy. Anh ấy thật sự có bản lĩnh ấy. Nếu không, không làm tay pháo đầu của Trấn Sơn Hảo được đâu. Nào ngồi đi, nhanh lên. Nào ngồi đi, nhanh lên. Dân trà, dân trà. Tôi đang nghĩ, không phải mấy ngày trước anh đã đồng ý để tôi làm chức trung đội trưởng rồi hay sao chứ? Không, không, không. Anh Tam, anh nhớ nhầm rồi. Không phải trung đội trưởng, không phải. Cũng hay thật đấy. Anh Tam không phải trung đội trưởng. Là trung đội trưởng mà, sao có thể không phải chứ? Anh đã nói rồi mà, sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng ra trận phụ tử binh, đánh trận anh em ruột đấy. Hơn nữa dù anh không phải anh ấy đi đánh trận, cứ giữ anh ấy lại bên cạnh anh đi. Anh ấy bảo vệ anh thì cũng được an toàn mà. Tôi sẽ làm trung đoàn phó cho anh. Tôi chỉ có thể làm trung đoàn phó được thôi.
Như vậy sao mà được chứ? Bởi vì anh là anh tôi mà, tuyệt đối không được. Chuyện ở cửa hàng Yamato, anh đừng để bụng nha. Giờ anh ấy đã hối hận lắm rồi. Thật mà, hơn nữa anh ấy đã bảo với em rồi, nói là sẽ đi theo anh làm việc, đảm bảo không xảy ra chuyện tương tự nữa. Nếu anh ấy thật sự dám làm chuyện đó, em không đồng ý đâu. Anh không tin anh ấy mà cũng không tin em sao? Ngày mai anh cứ nộp lý lịch lên đây trước đi. Anh cũng thích gái điếm ấy à? Anh thích cái này sao? Được, cứ giao cho anh Tam. Thích kiểu Thụy Sĩ hay là Nhật Bản? Không phải. Sao lại không phải nào? Thích thì tôi kiếm cho. Cười gì mà cười, đã lắm luôn. Cần mấy người? Anh Tam, anh hiểu lầm rồi. Ý tôi là một tờ giấy. Anh cứ nói đi. Một tờ giấy. Bên trên anh phải viết, viết trước đây anh từng làm gì, sau này đã làm gì, làm những chuyện gì tốt, chuyện gì xấu. Đúng không? Anh có từng lên núi làm thổ phỉ không? Rồi có từng cướp cái gì mà cửa hàng đồ ngoại không? Đánh nhau cướp bóc, giết người cướp hàng, còn cả cướp áo choàng gì đó, anh có làm không? Đinh thúc ngựa. Đúng rồi, nói tới đinh thúc ngựa, tôi còn một bộ đinh thúc ngựa nữa, làm bằng bạc đấy. Nếu như anh thích, tôi sẽ cho người đem qua cho anh. Em thử nghĩ xem, một tên sơn tặc lại đi tới đi lui trong doanh trại, lượn lờ khắp nơi, khó tránh sẽ có người chỉ rõ sau lưng Quách Chăng Chí anh. Em đừng quên anh chỉ vừa nhậm chức thôi đấy. Nếu anh thấy khó khăn quá thì để anh ấy ở lại bên em đi, ăn uống cứ để em lo. Em nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Thân phận thổ phỉ của anh Tam em, cho dù anh không nói ra, anh mà biết có ai rảnh rỗi sinh sự lại tố anh ấy lên trên thì sao? Lỡ cấp trên trách tội, không những anh Tam của em mất mạng, mà hai người chúng ta cũng đều bị liên lụy đấy. Lão Diêm, sao cậu ta lại ra đây? Ai cho cậu ra đây hả? Trung đoàn trưởng, là thế này, là anh ấy đấy. Sư bộ trả lời rồi, nửa mừng nửa lo. Tạm không truy cứu lão Tề nữa, chuyện tốt mà. Nay lệnh cho quân bộ các anh trong vòng 3 ngày phải tới trung đoàn 386 của Quốc Dân Đảng tiến hành nhận lại đồng chí Trương Tam. Sao thằng nhóc này lại chạy qua đó rồi? Đánh trận núi Đào Hoa xong là đi rồi, không những đi, còn làm trung đoàn 386 loạn hết cả lên nữa cơ. Đổi lại là tôi cũng muốn đuổi cậu ta đi. Ôi trời, thằng nhóc này không phải dạng vừa đâu. Qua đó mới mấy ngày đã nổi tiếng khắp chiến khu 2 rồi. Tốt lắm, có vậy cậu ta mới không ở lại đó được. Im ngay, cậu chơi chuyện chưa đủ lớn à? Cười gì mà cười. Đi thôi, đi thôi. Nhìn thấy các cậu là phiền, đi thôi, rõ. Tôi đang phiền đây, anh chạy gì chứ, anh chạy cái gì? Lão Diêm, nói tới tạc cửu, anh định dùng cậu ta thật à? Sao lại không dùng? Sao lại không dùng nào? Anh phải nghĩ cho kỹ đấy. Kiếm sắc mà dùng không tốt sẽ hại bản thân đấy. Vậy cũng còn phải xem thanh đao đó nằm trong tay ai nữa. Chúng ta là người thế nào chứ? Bác Lộ Quân do Đảng Cộng sản lãnh đạo đấy. Đám cán bộ công tác chính trị các anh trong vòng 3 tháng, nếu không cải tạo cậu ta thật tốt cho tôi, anh cũng đừng làm đảng viên cộng sản nữa. Anh nói chuyện kiểu gì thế? Sao lại là đám người công tác chính trị chúng tôi nào? Chúng ta ai là chính quỷ đây? Ở đây, còn cả ở đây nữa, đều là phạm vi phòng ngự của bọn họ cả. Trấn Thanh Khê chắc là không thể nào. Không, anh phải biết rằng trận địa núi Đào Hoa là do Bác Lộ Quân và Quốc Dân Đảng cùng trấn thủ đấy. Từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn chưa xác nhận thông tin báo cáo hắn ta đang ở bộ phận nào, vậy nên không được bỏ qua bất cứ vị trí khả nghi nào. Nhưng mà chỉ dựa vào binh lực của chúng ta muốn tấn công trấn Thanh Khê, không, anh đã quên. Nghề nghiệp của chúng ta là gì rồi sao? Nếu như chúng ta giết được chỉ huy của bọn họ, vậy thì để phòng thủ, bọn họ sẽ làm những gì? Thử nghĩ mà xem.
Tôi hiểu rồi. Tăng cường giới bị, tay bắn tỉa, đấu với tay bắn tỉa. Rõ. Trung đoàn trưởng, sao thế? Khốn kiếp. Là ai đã nói chuyện tôi bị bác lộ quân đe dọa? Còn cả chuyện Trương Tam đang ở chỗ tôi, sao cấp trên lại biết được chuyện này? Tôi chỉ là muốn cấp trên trấn áp bác lộ quân chút thôi mà. Đồ ăn hại. Dù biết tuốt, cậu biết cái quái gì chứ? Cậu còn chê tôi chưa đủ mất mặt có phải không? Nhàn Thục, em nói xem. Cái mặt này của anh. Được rồi, đừng nói nữa. Vì Quách Văn Chí anh, em sẽ đích thân đi đuổi anh ấy. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Này. Hả? Anh đi đi. Không phải anh đang thu dọn đây sao? Em xin lỗi. Anh rời đi sẽ tốt hơn là ở lại đây. Phải, anh biết. Tiền của anh đâu rồi? Đâu mất rồi? Phải rồi, tiền của anh bị cướp rồi, còn đâu? Em đưa thêm một ít đi. Cô gia nhà em giàu có như vậy, keo kiệt quá đấy tiểu thư à. Cha em chỉ cho em có ngần này thôi, cho anh cả đấy. Còn nữa không? Vẫn còn một bộ. Ở đâu thế? Lúc kết hôn em còn cần dùng nữa mà. Trang sức kết hôn anh có thể lấy được sao? Ý anh là cái này. Có còn không, cho anh một ít đi. Sau này có rồi em sẽ cho anh sao? Cái gì vậy chứ? Nói chuyện hiện tại đi. Cố gắng kiếm cho anh thêm một ít. Chưa đủ dùng đâu. Bao cút đi. Lát nữa Quách Văn Chí mà đổi ý là anh không đi được đâu. Đuổi tôi đi là chỉ cho tôi có vài xu bạc. Cô coi tôi là chó à? Vẫn tưởng tôi là người làm ở nhà cô sao? Tay súng trên nóc nhà đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần anh ra lệnh là có thể nổ súng ngay. Bên ngoài, sau tường, trên trần nhà, tôi biết hết rồi. Đối diện những người đang chĩa súng về phía tôi, mau bảo bọn họ cút đi, đừng có làm mấy trò vô ích đó. Có nghe rõ chưa? Tôi mà kéo sợi dây này một cái, đừng ai hòng sống sót. Súng của tôi đâu? Lấy thêm cho tôi ít tiền, càng nhiều càng tốt. Thêm 100 viên đạn nữa. Đi nhanh lên. Mau đi đi. Còn gõ nữa là tôi kéo dây đấy. Tôi là Quách Văn Chí. Xúc hết cả đi. Anh Tam.
Anh Tam, nghe thấy rồi, nói đi. Anh Hà Tất phải làm vậy chứ? Anh xem người anh trói là ai kia kìa. Là em gái anh đấy. Từ nhỏ đã trần truồng, chơi chung với nhau đến lớn. Đó là thứ tình cảm gì chứ? Không đến mức phải như vậy đâu. Nhàn Thục, em xem em nói gì với anh em kìa. Anh đã chuẩn bị chức quan cho anh ấy luôn rồi. Tên thổ phỉ đó hiện giờ đang ở bệnh viện. Nhân lúc trời tối thì thần không biết quỷ không hay, thủ tiêu anh ta cho tôi. Làm nhanh gọn vào. Rõ chưa? Hiểu rồi. Nhắc lại lần nữa đi. Anh Tam, anh không biết đấy thôi. Cô ấy đã cầu xin cho anh rồi. Đều tại tôi, đều tại tôi. Tôi không đúng, là tôi không đúng. Lý Tứ Nhi, em còn cầu xin để thăng quan cho anh nữa à? Ui trời, tốt thật đấy. Vậy sao em còn đuổi anh đi nữa? Đưa cho anh có vài đồng bạc lẻ. Hai người đừng diễn nữa. Định diễn kịch đôi sao? Diễn tệ quá đấy. Đừng diễn nữa đi. Mau đưa đồ đây cho tôi. Được rồi, được rồi. Nhanh tay lên. Sẽ tới ngay thôi. Đợi một lát đi. Sao rồi? Này nhóc con, Tiểu Cường, nhìn mấy người cầm súng kia đi, đừng có làm bừa. Có phải muốn làm hỏng chuyện không? Cậu muốn chết à? Bảo bọn họ bỏ hết vũ khí xuống đi. Bỏ hết vũ khí xuống. Giơ tay lên. Quay người lại. Anh bị ngốc thật đấy à? Ném vũ khí trong tay đi. Ném hết súng đi. Đằng sau, quay. Đi đều, bước. Sau này chúng ta không ai quen biết ai nữa nha. Nhìn gì mà nhìn? Tôi không còn là người làm nhà cô nữa rồi. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Quay người lại. Quay người lại. Trung đoàn trưởng, để tôi, để tôi. Nhàn Thục, không sao. Đã qua cả rồi.
Em đừng cử động, tuyệt đối đừng cử động. Nhàn Thục, mau ném đi, nằm xuống. Tử Nhi, nếu anh không diễn màn này, Quách Văn Chí nhỏ nhen như vậy, anh đi rồi, anh ta sẽ lại cãi nhau với em thôi. Anh đi đây, không gây rắc rối cho em nữa đâu. Em và anh ta sống cho hạnh phúc nha. Huyết tương sắp dùng hết rồi, phiền anh liên lạc tổng cục phê chuẩn thêm một ít. Tôi biết rồi, cô đã vất vả, cảm ơn anh. Alo, sĩ binh, có, cho người đi kiểm tra đường dây điện thoại đi. Rõ. Thiếu tá, điện thoại của Bắc Dịch lại mất liên lạc rồi. Chuyện xảy ra từ khi nào? Một tiếng trước. Đã điều tra ra vấn đề chưa? Yano đang kiểm tra. Bắc Dịch là trạm trung chuyển vật tư, không thể có sai sót được. Sáng sớm ngày mai, lệnh cho Fujiwara đi chi viện. Rõ. Là mùi gì thế?
Tiếng súng từ đâu ra thế? Bị tiếng bơm che lấp rồi, không phân biệt được. Tiến lên. Đấu lựu đạn trong rừng ư? Đầu khắc người có vấn đề à? Giả mang với bản thân đến vậy sao? Lão Tiêu, đã tìm thấy người chưa? Đợi đã, tình hình có chút phức tạp. Bọn người triệu thần báo tin về, nói tặc cửu đã rời khỏi trấn Thanh Khê rồi. Cụ thể đi đâu? Triệu thần và Tề Chí Võ đang tìm kiếm xung quanh. Như vậy không đúng. Nếu cậu ta không đi vào rừng, bây giờ phải tới rồi mới đúng. Vậy tên nhóc đó chạy đi đâu rồi? Phải đấy, tên nhóc này đi đâu rồi? Trưởng quan, trưởng quan, thiếu tá Sanada mời ngài nghe điện thoại. Báo cáo thiếu tá, quân kiểm tra đường dây bị tấn công, toàn bộ hy sinh. Có tìm ra manh mối gì không? Rất kỳ lạ, hiện trường không có dấu chân nào, chỉ tìm thấy một vỏ đạn súng trường loại 99 mà thôi. Loại 99. Báo cáo cho bộ đội, chôn hết thi thể rồi lập tức về ngay. Xem ra là hắn rồi. Nakata, đến lượt chúng ta ra trận rồi. Hắn ta ở bên đó, đuổi theo. Rõ. Đuổi theo, đuổi theo. Tất cả xông lên. Cậu lên đi. Bao dây. Lục soát thảm cỏ.
Người anh em không sao chứ? Hả? Người anh em, cậu xem cậu đã thành ra gì rồi, còn ra đây làm gì? Cậu đi về nghỉ ngơi đi. Liên quan gì đến cậu? Tôi muốn tốt cho cậu thôi. Đừng có làm gãy luôn cái chân còn lại đấy. Cút đi. Vì anh em của mình, chết tôi cũng nhịn được. Lão Tề, làm gì? Anh muốn làm gì? Làm sao? Tôi không cản anh đi tìm người, nhưng làm gì y như con chó thế? Tôi đi đâu thì anh theo đó. Triệu Lão Yên, đường là của nhà anh à? Chỉ mình anh được đi còn tôi không sao? Anh là thổ phỉ à? Phía trước có ngã ba, trước mặt các chiến sĩ, tôi không tranh giành với anh. Chúng ta chia nhau ra đi. Đi thì đi, tôi sợ anh chắc. Đại đội 6 theo tôi, đại đội 5 theo tôi. Người anh em, nào, chạy bộ tiến lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhất định hắn ta đang ở đây. Hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Hướng 11 giờ 500 mét. Hướng 12 giờ, hướng cái cây cao cao 470 mét. Hướng 1 giờ, chỗ cái cây hơi thấp 480 mét. Rõ. Thiếu tá, anh nghỉ ngơi đi, giữ thể lực, để tôi đợi hắn cho. Chúng ta ở đây đã lâu như vậy rồi. Hắn sẽ không thay đổi lộ tuyến ban đầu đâu. Kiên nhẫn là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Mục tiêu xuất hiện. Hướng 12 giờ, cự ly bắn 734, bắn vào ngực hắn là ổn rồi. Ngược gió, sức cản không khí khá lớn. Hướng bắn cao 1 cm, không tính nhiệt độ và độ ẩm. Có thể bắn được rồi. Nắp đi. Hướng 10 giờ 150 mét. Là cự ly sở trường quán. Để tôi đi đánh lạc hướng hắn. Không cần. Lần này hắn không thoát được đâu.
cứ chờ mà xem. Tôi nhất định sẽ không để hắn thoát lần này đâu. Chuyện gì vậy? Tiếng gì thế? Nó hướng đi đâu? Bắt dịch. Đi thôi. Rõ. Đại đội trưởng, xe lửa đi xa rồi. Xe lửa đi về đâu thế? Tôi đã thay băng rồi, cô xem, quấn một vòng bên trái xong. Thì phải vòng lên trên phần da như thế này, người bị bắn trúng cánh tay đó. Tôi cũng thay thuốc rồi, băng gạc tôi cũng thay luôn rồi. Được, thay xong cả rồi, đồng chí Tiểu Dương, tôi đây. Tôi qua đó một lát nha. Cô cứ giữ băng gạc đó đi, lát nữa tôi sẽ giặt. Đồng chí Tiểu Dương, vất vả cho các cô rồi. Chuyện nên làm thôi mà, đồng chí Tiểu Dương. Cô khá thông thuộc đường nhỏ ở trạm xe lửa Bắc Dịch, cũng như xung quanh. Tôi hy vọng cô giúp tôi tìm một người. Tìm ai thế?